Vâng, Đồ Gỗ Bích Quyền xin kính chào tất cả quý vị khách. Và ngày hôm nay thì bếp cơ sở xin được gửi tới mọi người về cặp lục bình chất liệu gỗ xà cừ trước mắt quý vị đang theo dõi đây. Và cặp này thì bếp cơ sở làm là theo kiểu dáng hàng trơn và có chiều cao của nó là 1m60 và đường kính của cặp này là 43cm. Vâng ạ. Hàng đây là phần thô, phần mộc và vân gỗ tự nhiên. Vâng, vân cực kỳ là đẹp. Và trên đây thì cũng xin được gửi tới mọi người về sưởng lục bình của bên cơ sở. Vâng, và bên trong còn rất chi là nhiều mẫu mã lục bình và đủ loại kích thước, chiều cao, đường kính khác nhau. Và nếu như có quý vị anh chị nào cần đặt mua cho cặp lục bình Osaka thì có thể liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở theo số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo theo số 0354318894 và địa chỉ của cơ sở ở tại Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Vâng, và cũng xin được báo giá luôn cho cặp lục bình có chiều cao 1m60 phun sơn VU đẹp đẽ có giá là 11 triệu đồng và bên cơ sở sẽ miễn phí vận chuyển 100km đầu tiên quanh khu vực Hà Nội và có giao hàng toàn quốc Bắc Trung Nam và giao tận nhà mọi người. Vâng ạ, giao tận nhà mọi người. Vâng, chỉ 11 triệu đồng cho cặp lục bình trơn có chiều cao 1m60 trên đây. Vâng, vân gỗ tự nhiên. Vâng ạ. Vâng, và bên cơ sở cũng xin được kết thúc video cho đôi lục bình 1m60 tại đây. Và cũng xin hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Vâng ạ.